Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.moidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, thượng chủ, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay thì khi đọc cái phẩm Hiện Bảo Tháp, lòng chúng tôi rất là vui mà ước ao rằng đại chúng tinh tấn cho tới cái ngày mà tôi và cùng quý vị chia sẻ cái phẩm này. Bây giờ thì mình mới học tới cái phẩm Quá Thành Dụ, nhưng mà tuần này thì mình nghỉ một tuần để mình học về cái luật, cho nên là thôi tuần sau đồng tiếp cho tới phẩm Quá Thành Dụ này. Toàn bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm, nhưng mà phẩm thứ 11 là duy nhất, một phẩm duy nhất để nói lên cái thị tri kiến Phật. Còn từ phẩm 1 tới phẩm 10 là khai tri kiến Phật, duy nhất chỉ có phẩm 11 là thị tri kiến Phật, gọi là chỉ bài cho thấy rõ cái Phật tri kiến của chúng ta. Mà muốn chỉ bài thấy rõ cái Phật tri kiến á, thì theo như tổ sư Trí Giả Đại Sư phân tích đó, là gọi là hiển khai quyền để hiển thật, hay là khai tích thùy bổn, hay là khai bổn thùy tích, có nghĩa là chỉ cái gốc để mà hiển lộ cái sự việc ngày hôm nay. Mà cái gốc đó là Phật Đa Bảo, xưa kia như vậy là Phật, không phải riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại, mà từ xa xưa đã có Phật Đa Bảo. Đó là cái gốc, gọi là quá khứ, hay là nói chung là cái ban đầu. Mà để nói muốn chỉ cái hiện tại của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì phải chỉ cho ra được cái gốc ban đầu. Cho nên nếu quý vị nhớ, nếu bộ kinh Pháp Hoa mà không có phẩm thị Phật tri kiến này hay là Hiện Bảo Tháp này thì cái kinh này không có lý để nói. Cho nên một phẩm duy nhất thôi, nhưng mà gọi là khai quyền hiển thật, khai cái quyền nghĩa để nói lên cái thật nghĩa, khai tích thì bổn đó, hay là khai bổn thì tích cũng như vậy. Hay lắm. Mà cho tôi là phàm tăng có một cái điều để nhớ ơn lại, đó là khi mà chúng tôi luận giải cái phẩm Hiện Bảo Tháp này, lúc đó tôi còn ở chùa Phật Quang. Mà trong những lúc này thì cô chủ chùa cổ đang coi như là yếu dần, hấp hối. Mà lúc đó tôi chỉ đem hết cái tâm cầu nguyện, lòng thành của mình tri ân cái người đã mời mình ở đó. Và vừa như vậy mà vừa để đem cái tâm dịch giải kinh sách. Cho nên cái phẩm Hiện Bảo Tháp này là lúc thời mà nó thanh tịnh nhất. Vì vậy mà khi đọc cái phẩm này, cái tự nhiên cái nó sao xuyến, nó có một cái gì đó để mà mình nhớ lại cái cuộc đời, cái sự việc hành đạo của mình trong một cái giai đoạn. Và đồng thời trong kinh, trong cái phẩm Hiện Bảo Tháp này có một cái câu mà tôi lại nhớ một cái điều mà tôi được học với các tôn túc dạy, đó là cái chỗ mà hồi nãy quý vị đọc có nhớ không? Nên nếu có một người nào đó nắm hư không mà đi dạo quanh trong thế giới mà cũng chưa lấy làm khó, mà hiểu được Phật Pháp, hiểu được nghĩa của chân thật của Phật, của lời của Như Lai Thế Tôn, hay là hiểu được cái đạo giáo mới thật là khó. Vì vậy mà Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mới nói gì? Tổ nói rằng nếu chúng ta không có hiển đạo, không có hiểu đạo, thì khác nào lấy cái lông rùa mà cuột gió ở ngọn cây, lấy cái sừng thỏ mà khiều trăng đáy nước. Từ cái chỗ đó mà sau này rồi một số nhà nho họ mới mượn, họ mới dịch lại, họ mới diễn dịch lại hai cái câu của họ, đó là đại đạo quảng khai, thố giác khiêu đàm để nguyệt, thiền gia giáo dưỡng quy mau phượt thọ đầu phong. Có nhiều người họ xưng cái đạo của họ là lớn, đạo họ là rộng, nhưng mà coi chừng, ý cái câu đó, coi chừng đại đạo quảng khai, thố giác phiêu đàm để nguyệt. Anh mà anh nói đạo anh là lớn, đạo anh là rộng, nhưng mà anh không có tường lý đạo
thì khác nào anh lấy cái sừng thỏ là thố giác mà anh khiều trăng với đáy nước. Cái câu này nếu mà quý vị mà không có cái tinh thần chủng tánh đại thừa là nghe không hiểu gì hết. Mà sao tự nhiên sừng thỏ đâu mà có mà khiều? Mà trên đời này người ta nói không bao giờ có sự việc gọi là lông rùa sừng thỏ, phải không? Nhưng mà mình nhiều khi mình đến với đạo mà mình không hiểu được cái lý đạo thì là vậy đó. Thành ra mình đi trăm năm, Đức Phật nói trăm năm mà làm cõi người này mà không biết đạo thì thua một chúng sanh trong một giờ một ngày mà tỏ đạo. Cho nên đại đạo quảng khai thố giác khiêu đàm để nguyệt, sừng thỏ đã không có mà trăng ở dưới nước nữa thì làm gì có, quý vị thấy không đó. Rồi thiền gia giáo dưỡng, nhiều khi mình thấy cái cửa chùa rộng mở, nào là thiền viện, nào là tự viện, nào là tịnh xá, nào là tòng lâm, nào là niệm Phật đường, nào là tịnh thất, nào là đủ thứ gì hết. Nhưng mà coi chừng nha, coi chừng mà cách giáo dạy sao không biết, mà không khéo thì nó giống như cái lông rùa cuột gió ở ngọn cây vậy. Quý vị thấy cái điều không có, thấy không? Lông rùa không có, không bao giờ có, mà gió làm sao cuột được nữa. Cho nên cái câu này nó thấm thía ghê lắm, thấm thía. Mà tự nhiên đọc cái nãy tôi không đọc, mà tôi nghe quý vị đọc mà tôi cảm chỗ đó. Đức Phật nói là gì? Có giả sử có người nào đó nắm hư không đi chơi trong pháp giới. Cái hư không làm sao mà nắm? Hư không là không thể nào nắm, đã đó gọi là hư không rồi. Mà giả sử có làm được điều đó đi chăng nữa đó, nhưng cũng chưa lấy là khó. Mà hiểu được đạo pháp mới thật là khó, quý vị thấy không? Hiểu được cái hiện bảo tháp này mới là điều khó. Còn quý vị cứ ngồi tưởng tượng, hồi xưa đọc kinh là mình tưởng không à, tưởng coi như là tự nhiên là có ông Phật ngồi trong cái tháp đó, rồi bề nghe bề rộng là 250 do tầng, bề cao 500 do tầng, từ đất giọt lên, rồi cái giọt lên vậy mà cũng không chịu chui ra khỏi tháp nữa. Chờ Đức Như Lai Thế Tôn phải dùng thần lực gom hết chư Phật trong 10 phương lại, gom lại xong cái chư Phật Bồ Tát về đông quá không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni phải kéo hết trời người bay trên hư không, trụ trên hư không. Tôi hỏi quý vị, cỡ quý vị mà bay lên nó rớt xuống á vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni làm được, mà mình tưởng tượng Đức Phật làm được điều đó là mình phỉ báng Phật đó. Mình tưởng tượng cái quá sự thật như vậy là phỉ báng Phật. Nhưng mà cái câu nói này là cái gì? Là Đức Thích Ca gom đại chúng trụ trên hư không. Khi nào cái tâm chúng ta trụ được trên hư không thì lúc đó chúng ta mới hiển bày cái tri kiến Phật. Lúc bây giờ khi đại chúng đầy đủ ngồi trên hư không, ngồi chặt nít hết trơn ngồi đó, thì bắt đầu tháp Phật Đa Bảo có nhúc nhích chơi đã không? Chơi kiểu gì kỳ không? Đừng nhúc nhích muốn ra. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ lấy một ngón tay phải ta quèo một cái tháp nó bật ra cái rầm. Rồi mình đọc kinh Pháp Hoa nghe kể ớn thấy màu, gặp lúc này quảng hồn chạy hết chứ sao dám ngồi. Mà mình nghe vậy mình tưởng vậy là linh thiêng lắm. Mình hiểu như vậy thì nó không phải là tội lỗi gì, nhưng mà tội cho cái Phật giáo của mình. Thành ra cái người không biết họ phỉ báng. Họ nói kinh đại thừa nói cái chuyện trời đất không à, nói chuyện đâu đâu không. Họ không biết họ phỉ báng cũng không phải là sai. Nhưng mà cái tội cho chúng ta là người đệ tử Phật giáo đại thừa mà ráng làm sao cho biết nha. Đó, cái ý của tôi muốn nói điều đó đó. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy ngón tay phải, tất cả các việc làm của đạo Phật phải quay về với thiện pháp. Mà nếu quay về thiện pháp thì khó khăn nào nó cũng mở bài được hết, quý vị hiểu không? Còn mà nếu không quay về thiện pháp mà cứ đi theo con đường ác pháp không, mà đi ngược không á, thì làm sao bao giờ mà nó thành xuôi. Đi đường ác cũng như đi đường ngược, đi đường đèo. Còn đi thiện cũng như đi đường thẳng, đi đường có đầy đủ những cái sang trọng, vinh hoa, phú quý, an lành, tự tại. Cho nên cái tâm mà thiện thì không hề lo sợ, không hề nghĩ ngợi, không hề hãi hùng. Còn mà cái tâm ác có gì thấy chập chờn lo sợ ngày đêm. Cho nên chiều nay khi mà tôi suy nghĩ để tôi giảng thì tôi mới suy nghĩ nè, sở dĩ mình mà cứ nói hại nhau như vậy là từ đâu? Cuối cùng từ cái lòng tham. Thì thôi tối nay tôi xin phép để chia sẻ đại chúng hai giới còn lại mà hôm rồi ta học với tới giới thứ ba.
Mà cái giới thứ ba đó thì tôi có kể cho quý vị nghe câu chuyện của ông Tu Đề Na, không nói tới đó nữa, nói quý vị cười. Bây giờ tôi chỉ nói tới đề mà ông Tu Đề Na sau khi ấy ấy với bà vợ cũ, bà vợ rồi đó thì có đứa con, rồi đứa con sau này cũng đi tu luôn nha. Cho nên khi đứa con ra đời thì ông Tu Đề Na mới đặt cho tên con mình là Chủng Tử. Cho nên sau này cái mấy ông thầy đi tu á, mà rủi thầy nào mà hồi thời xưa á, hồi thời mà khó khăn á, thì mấy thầy đi tu thì có gia đình thì có con mới đặt đó là chỉ đó là Chủng Tử của ông thầy, là biết đó là con của ông thầy, nghĩa là Chủng Tử. Đó, thành ra bây giờ á, mà mình ở Hoa Kỳ mình có một vị hòa thượng cũng giống cái tâm tưởng đó, cho nên có đệ tử mới đặt Chủng Hạnh. Nhưng mà không biết con này con gì thì mình không biết. Có khi con trong tư tưởng cũng có, hay con gì thì mình không biết. Nhưng mà cũng từ cái câu đó thôi, tôi tìm ra hết trơn trong dòng kệ, không có dòng nào Chủng hết trơn á. Nhưng mà tôi mới khi hiểu tới đây thì tôi mới hiểu tại sao vị Tôn Túc này đặt đệ tử Chủng này Chủng kia, thì cũng từ cái ông Chủng Tử đó. Thì bây giờ hôm nay ta học giới thứ tư là giới nói dối. Sở dĩ giới nói dối mà có đó là cũng duyên khởi ban đầu từ ở nơi thành Tỳ Xá Ly, nơi dòng sông Di Hầu. Ở nơi dòng sông Di Hầu thì cái năm đó bị thất mùa. Bởi vì quý vị biết rằng cái thành Tỳ Xá Ly, dòng sông Di Hầu là cái gần nơi biển. Cái dòng sông Di Hầu là một dòng sông nhỏ của cái dòng sông lớn tên là Thắng Huệ. Mà dòng sông Di Hầu này là một cái cửa giống như một kênh rạch nhỏ. Thì năm đó bị thất mùa, dòng sông Thắng Huệ thì bị sóng to gió lớn không đi ra đánh bắt được. Còn sông Di Hầu thì xung quanh thì lại nó nửa mặn nửa ngọt, cho nên lúa đồ nó thất mùa. Bây giờ mấy thầy tỳ kheo mới rủ nhau thôi, bây giờ mình kéo về một cái làng nọ có nhiều thí chủ giàu có để mà sống, để mà tu trong 3 tháng an cư này. Thì 3 tháng an cư này thì ở một chỗ, mà nếu ở một chỗ mà gặp chỗ nào nghèo quá sao mà sống nổi. Cho nên mới rủ nhau đi tới một cái xóm làng, cái xóm giàu có nọ để mà tu, để mà an cư nhập hạ. Thì sau khi mùa an cư xong, tất cả chư tăng tự tứ, có nghĩa là quay trở về tinh xá để trình diện Đức Phật, để nói lên cái sự vui mừng của mình sau những tháng an cư. Thì bây giờ thì nhìn thấy mấy ông tỳ kheo như Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài Há Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, sao ông nào ông nấy đã là thánh không mà sao toàn là ốm o gầy mòn. Còn ngược lại có mấy ông thầy này sao ông nào ông nấy mập ú nu. Thì Phật mới hỏi ủa mấy ông an cư cái cách gì mà có cái pháp gì mà sao ông nào ông nấy nó to nó béo quá vậy. Thì mấy ông thầy mới nói giờ bạch Thế Tôn, con biết năm nay là thất mùa, cho nên tụi con mới rủ nhau tới một cái khu nhà giàu nọ đó. Rồi cái con mới chỉ, con mới giao nhiệm vụ với nhau. Thí dụ như anh này chỉ anh kia là chứng đắc rồi, ông nọ nói ông nọ là chứng đắc rồi, cứ truyền với nhau mà thông tin cái tin này ra lên, thông tri cái tin này lên, cứ hô hào là ông thị sĩ bữa nay là chứng A La Hán rồi, ông thị sĩ thì khen nguyên niệm bữa nay là chứng A La Hán rồi, nguyên niệm thì khen ông thiện giác hôm nay chứng A La Hán rồi, cứ việc đưa nhau, ông này đưa ông kia đưa vậy, cho nên tín đồ nó nghe nó mừng quá. Bởi vì trên đời này gặp một vị A La Hán đâu phải chuyện dễ, mà mấy thầy đệ tử Phật thì ta tin tưởng là đâu có nói láo. Cho nên mừng quá, bao nhiêu của cải đem cúng, đem nuôi mấy ông thầy, cho nên mấy ông thầy 3 tháng xong ông nào ông nấy béo phì ra luôn. Thế thì Phật mới rầy. Phật mới nói đây là một cái tội lớn, một tội đại vọng ngữ. Mình chưa chứng mà nói đã chứng, mình chưa ngộ mà nói đã ngộ, mình chưa đắc mà nói đã đắc, như vậy là một đại vọng ngữ. Cho nên Phật mới kiết cái giới nói dối. Đó là nói về tỳ kheo. Cho nên tỳ kheo á thì Tăng Hay Ni cũng vậy, cái giới nói dối thì gọi là đại vọng ngữ, có nghĩa là tự xưng mình chứng thánh. Ở đây là một cái giới mà cái giới này không tha thứ được. Cho nên một vị thầy nào mà tự xưng mình chứng thánh không tha thứ được. Vì vậy mà bây giờ ngày nay nhiều thầy họ lên tiếng cái chỗ này nè, không biết rằng bên Tây Tạng họ tu cái kiểu gì, họ theo cái giới luật gì không biết nữa, mà ông nào ông ấy cũng xưng Pháp Vương không à. Mà Pháp Vương á là cái ngôi vị này quý vị biết để dành cho ai? Bây giờ mình công tâm mà nói, quý vị biết để dành cho ai? Để dành cho Phật. Vậy mà các vị này xưng tự xưng mình là Pháp Vương,
rồi ông thì tái sanh, ông Pháp Vương, ông Phật sống, cho nên hiện bây giờ nhiều vị tôn túc nhiều nước tôi thấy trên mạng là đang cầm len ở chỗ này, đang cầm len chỗ này. Tại sao mình xưng mình như vậy? Thành ra có phải thật giáo Tây Tạng vượt ngoài các luật tạng của Phật hay không? Mà trong luật tạng thì đã nói như vậy, làm xưng như vậy cho nên Phật tử mình đây nó mê mờ lắm. Nó nghe ông nào xưng Pháp Vương là nó lại chết sống, nó đút cái đầu vô cho nó hứng cái nước rải mà tôi không biết nước gì mà tôi thường ngạo đó. Thành ra đó là ngu si, đó là si mê đần độn. Nhưng mà cái tâm lý Phật tử bây giờ nghe xưng vậy nó khoái à. Xưng Pháp Vương, xưng này kia, cái đút đầu vô cho rồi đeo cái dây thần lọng đó đó, cái dây thắt cổ để dành thắt cổ vậy mà cứ tròn cái đầu vô để đeo sợi dây để dành mơ móc thắt cổ hay gì đó tương biết. Không có những cái gì, cho nên đó là một si mê, đó là phá cái chánh pháp của Phật. À, tôi nói thì Đại Phật Tiên Dương nói thẳng. Cho nên đó, Đức Phật mới cấm tất cả các thầy không được tự xưng mình chứng thánh, dầu mình có chứng đi nữa cũng không được nói là mình chứng. Đó là một việc. Bắt đầu nó từ cái lớn như vậy, bắt đầu mới phai đao ra cái nhỏ mà tới các Phật tử là giới nói dối đây. Phật mới nói dối nó có bốn. Nói dối, nó lời thiêu dệt, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác. Là tại vì thời Phật á, là có ông Sa Di Thiện Tinh, sau khi được thọ tỳ kheo rồi đó, thì quậy kia bằng quậy nát trời ông địa. Mà nói thật ra Thiện Tinh là ai quý vị biết không? Là con máu mủ của Thái tử Tất Đạt Đa đó. Mà nói nôm na nó thẳng thừng là con của Phật đó, mà quậy Phật. Trong khi La Hầu La là mặc hạnh tu, còn Thiện Tinh thì kheo là quậy. Ai mà tôn trọng Đức Phật thì ổng nhạo bán nó, ôi cha đó tôn trọng gì, bỏ vợ bỏ con bỏ hoàng cung đi tu, Phật ở chỗ này thì ổng chỉ chỗ kia, cho nên các thí chủ họ đi họ tìm Phật, họ thăm viếng học đạo không được. Ví dụ Phật ở chỗ Linh Thú Sơn thì ổng chỉ đang ở kỳ viên tịnh xá thì ổng chỉ đang ở nước Ma Kiệt Đà vân vân, cứ chỉ như vậy mà người ta đi tìm Phật không gặp. Làm người ta cơ hiềm, người ta đánh giá rất là nặng nề cái Phật, Đức Phật thở đó. Tại sao Phật dung dưỡng một vị tỳ kheo mà trong khi đó là con nhục thân của Thái tử Tất Đạt Đa, hay nói chung là của Phật, mà tại sao Phật dung dưỡng như vậy? Rồi quý vị biết đó, thì bắt đầu Phật thật sự ra đó, nếu mà nói thiệt ra chắc Phật cũng khổ sầu lắm chứ không xứng ích gì. Nhưng mà mai thay là Phật đã giác ngộ thì Phật đâu có còn cái riêng tư, nhưng mà Phật phải dùng phương tiện để độ. Một ngày đó Phật mới nói, nếu Thiện Tinh tỳ kheo mà ta không để nó ở lại cái chỗ này, nó làm tăng nó tu, mà nó không đi tu, nó không nhập tăng đoàn nó tu, nó ở ngoài đời nó lên làm vua ai chịu nổi. Cho nên cái chỗ này quý vị mới thấy là cái trí tuệ của Đức Phật nha. Hiểu chỗ này rồi mình mới thương kính Đức Phật. Bởi vì tại vì Phật đã đi tu rồi, La Hầu La đã đi rồi, thì còn lại một người duy nhất thì Thiện Tinh đó, mà nếu ông không đi tu thì ông lên ngôi, cái thế cái ngôi vị của dòng Tịnh Phạn chứ. Mà nếu ông Phật mà không về biết ông này là ác nghiệp đó, nhưng mà không dẫn nó đi tu thì nó lên ngôi, nó phá gia chi tử, nó phá quốc, nó làm cho dân tình quan khuất ai chịu nổi, như thấy không? Cho nên cái chỗ này thì bắt đầu nhiều người họ mới hiểu ra, họ không có cơ hiềm Đức Phật nữa. Chứ ban đầu nhiều người họ cũng phiền, họ nói chắc là Phật cũng còn cái máu mủ gì đó, cho nên Phật không tống cổ ra khỏi tăng đoàn. Mà tại sao Phật để trong tăng đoàn để mà tối ngày nói láo, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, đủ thứ cái điều phỉ báng Đức Phật, mà người là chủng tử của Phật mà phỉ báng Phật thì quý vị nghĩ làm sao? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, đến ngày hôm nay mình nó không có cà ram nào với Phật hết trơn á. Hồi xưa cái người hại Phật là ai? Đề Bà Đạt Đa là nhà chú nhà bác với Phật đó. Rồi cái người thứ hai là con của Phật, cái ai xa lạ đâu, có gì thấy không? Cho nên ngày nay mình hỏi cái gì, cái rồi mình than mình khổ, chứ mình xét lại á, khi tôi xét lại á, mình không có cà ram nào với Phật hết trơn á. Phật còn trăm ngàn cái sự khó khăn để mà giải quyết cái tăng đoàn, giải quyết cái công việc thời bấy giờ. Quý vị hiểu như vậy để chi? Quý vị mới thấy học giáo pháp rồi tìm hiểu lịch sử Đức Phật, nó ở trong luật tạng rất là hay. Đó, tôi trở lại. Nhưng mà tới một ngày nọ thì Thiện Tinh phải đọa A Tỳ. Bởi vì nó láo quá cho nên nghiệp nó tới đọa A Tỳ, cho nên cái đầu nó nhức, nó đau nhất. Giống như Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, cũng phải vô chui vô địa ngục.
đó. Nhưng mà Phật cũng thương, Phật quá độ. Tới ngày đó thì sao? Phật cái đi tới chỗ ổng, Phật mới kêu bưng cái thao nước cho Phật rửa chân. Xong rửa chân xong rồi Phật mới hỏi: này thiện tinh, sau khi ta rửa chân cái thao nước đó nó dơ, ông làm cái gì? Thì ông nói: dạ bạch Thế Tôn, thao nước dơ thì xin đổ. Thì Phật cũng nói, Phật nói đúng như vậy, tâm chúng ta dơ thì cũng phải bỏ đi. Ở quý vị thấy không? Một câu như vậy thì người ta lại thay đổi. Còn mình bây giờ mình nghe hết ngày này tới ngày nọ mà thay không được, đổi không được, phải không? Đúng như vậy, thao nước dơ thì phải vứt nó đi, thì tâm dơ cũng phải thay đổi, cũng phải bỏ nó đi. Thì những cái chuyện xấu xa, những chuyện nói láo nói sượt của ông cũng phải bỏ nó đi. Đó, như vậy thì ông mới xứng đáng để cho người ta kính trọng, xứng đáng mà thọ ơn của Đàn Na Tín Thí, xứng đáng làm vật chúng trung tôn. Thì bây giờ thiện tinh cũng có phần ăn năn. Đó, thì đó các vị tự tìm hiểu thêm về cái giới, từ cái giới nói dối này mà Phật mới rầy một câu mà bây giờ tôi nói đây nè. Quý vị đừng có nói là thầy cái gì, thầy cũng lo mấy ông thầy đã nói, tội nghiệp cho thầy lắm nha. Tợ sở dĩ Phật lúc bấy giờ phải mượn hình ảnh chư tăng ra Phật này. Phật nói trên cuộc đời này có năm hạng giặc, năm hạng đại tặc, mà người đời có một hạng à, mà tùy kheo tới bốn hạng. Trên thế gian này có năm loại đại tặc mà người đời chỉ có một, mà tùy kheo tới bốn. Một là hạng người làm chủ trăm người ngàn người, phá thành phá làng phá xóm, hại người cướp của. Đó là một loại giặc. Nhưng mà một loại giặc này nó gồm có ăn cướp và nó gồm có uy quyền luôn, thì Phật mới gom lại là người tục gian. Hai, hạng ác tỳ kheo dẫn các tỳ kheo du hành trong nhân gian nói pháp tà mạng. Hạng này là một loại giặc, giặc lớn trong thế gian này. Cho nên mà tôi với thượng tọa thường hay ngồi nói nhau, thầy trò hay tâm sự nhau, mình biết trong nội bộ mình trên đời này hiền không ai bằng thầy chùa bà giải, mà thất nhân ác đức nhất thì cũng không ai bằng bà giải thầy chùa. Cái câu đấy là sự thật. Nên đó quý vị đừng có nói là nói vậy là đụng tới thầy tu, nó là sự thật. Cái hạng tỳ kheo du hành trong nhân gian nói pháp tà mạng. Cái chữ tà mạng, chữ tà là sai lầm, chữ mạng là để nuôi, nuôi thân. Bây giờ quý vị nhớ là Phật pháp mình nó lệ thuộc cái Hán học, cho nên tùy theo nó pháp tà mạng. Mà trong cái tà mạng, mà cái bài sám vô hởm mà tôi giảng chưa có hết á, tà mạng ác cầu vô yểm túc, kinh phù trảo tán vị thường đình, truy phàm nhân sự vũ tinh tinh chiên, trì tụng Phật kinh di khốn khổ, văn quá sức phi dương kỷ đức, quận tai lạc quả yểm tha năng. Có tà mạng nè, chữ tà mạng từ đâu mà có? Cái tỳ kheo tà mạng hay là người đời cũng còn gọi là tà mạng là từ ác cầu, đa cầu. Tà mạng ác cầu vô yểm túc, vô yểm túc là không bao giờ thấy đủ ha. Đó rồi, đó một cái tà mạng. Tà mạng thứ hai là văn quá sức phi dương kỷ đức. Văn quá sức phi dương kỷ đức, dương kỷ đức nè. Văn quá sức phi dương kỷ đức, hoặc tai lạc quả. Yểm tha năng. Ồ, hai cái câu này nó hay lắm, mà hôm trước tôi đang nói tôi quên nữa, còn cái gì nhớ nữa thầy nói tôi quên mất tử rồi. Tà mạng là cái người ác cầu, đa cầu, không biết bao nhiêu cho đủ hết trơn. Cái hạng tỳ kheo không biết bao nhiêu cho đủ, một chùa muốn không muốn muốn hai chùa. Như hổng tôi nói, mà tôi nói vậy thì quý vị không khéo là nó thầy tài, nói ngày ông giả ông cứ đem mấy ông thầy ra ông quýnh không à. Mà tại vì Phật nói thì bây giờ mình phải phơi bày thôi. Có nhiều người một chùa muốn hai chùa, ba chùa, bốn chùa, rồi bay tiểu bang này, bay tiểu bang kia, rồi cái về khoe Phật tử nó trời, bữa nay thầy bay qua tiểu bang kia thầy làm việc, nay thầy bay tiểu bang nọ. Tôi nói thiệt, bay không là không có thời giờ tu.
nó thẳng vậy à. Cho nên thà một cái chỗ nào đó mình hướng dẫn cho người ta cho ngon lành, sợ nó quý biết bao nhiêu, nói vậy thì người ta không khéo thì người ta chửi trở lại mình, ta đồ thứ, không có cái chùa, không có cái đất cầm dùi mà đặt chửi ta, phải không? Nhìn thế gian á thì người ta có phước, nó có của cải, có tài sản, có chùa cái này kia, nhưng mà nhìn cái sức thế gian nó không có xin nhê gì với Phật giáo hết trơn á, phải không? Phật cũng cận vậy thì ngày xưa Phật về hoàng cung, Phật biểu vua cắt chùa cho Phật đi, rồi Phật làm thầy năm ông vua năm nước, muốn cắt chỗ nào không được, mà Phật không hề cắt ngôi chùa nào. Vậy thì vậy là Phật là vô phần, là vô phước, là hèn mạt, là kêu bằng khố rách áo ôm sao? Còn bây giờ mình nghĩ mình có chùa to Phật bự rồi thêm nạn mà nói đụng chạm nữa, thầy chùa mà đi làm cái diện bảo tàng, đi gom hết đồ cổ rồi đi khoe trên đài, khoe tùm lum ở trên, mình nói người ta nói mình tự nhiên mình moi mấy ông thầy ra. Và vậy thì đối với cái người trí họ thấy họ khinh bỉ lắm, còn người không biết thì ô mừng quá, thích quá, nhưng mà người trí họ thấy đồ bỏ. Anh làm diện bảo tàng anh bằng cái giảng lý Trường Thành không? Cái giảng lý Trường Thành biết bao nhiêu xương máu người ta trong đó, mà ngày nay đã được cái gì cho thế giới đây? Được cái tiếng khen, được cái văn hóa lịch sử gì đó thôi, nhưng mà anh biết rằng bao nhiêu sinh mạng người ta trong đó không? Anh làm cái bảo tàng của anh bằng cái kim tự tháp ở Ai Cập không? Chôn không biết bao nhiêu nấm mồ vô chủ, xương máu nước mắt trong đó. Cái đời anh co quát, anh co thum gì bằng mấy đó đâu. Vậy mà biết bao nhiêu thế hệ đã chôn vùi trong đó, biết bao nhiêu cái thất nhân ác đức ở trong đó. Có gì thấy không? Cho nên người tu hành á, các vị là những người con Phật thật sự rồi đó, đừng có thấy cái đó mà vội mà ham mà cúc cung mà tuân hô dạng tế. Mấy ông vua cứ xưng dạng tế mà không ông nào sống được 60 tuổi ở trên trời. Mình nó tuân hô riết chết ngủm cô đèo ở trên trời. Như thấy chưa? Đây là điều là cho nên gì? Cái tà mạng ác cầu vô yểm túc. Cái con người mà có tà mạng là con người đã ác cầu, là đa cầu, cho nên không bao giờ biết đủ, gọi là vô yểm túc. Cho nên kinh phù trạo tán dị thường đình, tri phàm nhân sự vũ tinh chiên. Cái chuyện mà tụng kinh giảng kinh thuyết pháp đó, cái chuyện đó là chuyện của người tu, của ông thầy, mà cuối cùng thầy không làm được việc đó. Mà tri phàm nhân sự vũ tinh chiên, tối ngày đi tri đi lục những cái chuyện của người đời đó, của phàm nhân sự đó, vũ tinh chiên là siêng năng, là tinh tấn dữ lắm. Tôi nói cho quý vị đó là tôi nói cái này là Phật đối tổ nói chứ không phải tôi nói nghe. Tôi dịch ra cho quý vị nghe vậy đó. Nhưng mà có nhiều người không chịu nghe, cứ tưởng đâu tôi nói vậy là tôi lôi mấy ông thầy ra tôi bắn à. Rồi họ chửi tôi, họ đi họ kêu riêu tôi, họ nói tối ngày ông thầy tài ông giả, cái là ông móc câu ông em mấy ông thầy ra, ông đập, đem hòa thượng này ra, đem hòa thượng kia ra. Đồ ngu mà không chịu mình ngu, cho nên á, ngu giả mang hồ bất tri là vậy đó. Để rồi tri phàm nhân sự vũ tinh chiên, cái chuyện của phàm tục, cái chuyện của nhân sự thì mình siêng năng lắm, quý vị thấy có không? Có nhiều ông thầy tu á, cái chuyện thế gian giỏi lắm mà chuyện đạo không biết gì trên trời. Chuyện đạo không biết mà chuyện thế gian giỏi lắm, đi móc nối, đi móc lò, đi móc ngoặt, đi làm mai, đi làm mối, đi mua bán, đi rao giảng, đi kinh tế coi như giỏi lắm, nhưng mà kinh phù trạo tán vị thường định, cái chuyện của mình phò trợ kinh điển thì mình lại sao trạo tán, mình lại phân tán đi, mình không quan trọng tới vị thường định, mình coi cái chuyện đó nó chuyện thường, nó không phải là chuyện quan trọng. Như vậy thì tôi trở lại người tu là cái người tại sao, cho nên tại sao tôi nói thật quý vị, không phải mà tôi nâng bi thượng tọa Quyền Giác Minh Hậu chứ thiệt là tôi thương thượng tọa, là chỗ là thượng tọa cứ nói là viết của người tu mình là giảng kinh thuyết pháp, cái câu đó mà giết được tôi đó, chứ còn không thể nào mà giết cái tánh ngang ngược tôi mà tôi phục tùng đâu. Bởi vì cái trách nhiệm người tu của mình là giảng kinh thuyết pháp, là hướng dẫn cho bá tánh bổn đạo, là nói lên để hiển cái chân lý. Mà mình không nói rồi mình đi nói chuyện thế gian không làm gì, thế gian nó biết bao nhiêu người giỏi cỡ mà bây giờ tôi với thầy Minh Hậu gom lại chưa chắc gì bằng thị sĩ Nguyên Niệm. Bởi vì sao? Quý vị đã quá giỏi thế gian rồi, quý vị đã bị lừa lọc, quý vị đã thăng trầm thịnh si được mất của thế gian. Còn tôi từ nhỏ lớn ở trong chùa biết mẹ gì đâu mà giỏi, phải không? Biết được có mấy cái kinh luân mà không ráng mà hiển nữa thì nó uổng là vậy.
Văn quá sức phi dương kỹ đức, hoạch tai lạc quả yểm tha năng. Văn quá sức là có nhiều người tu hành là nói cái miệng không nghỉ, văn quá sức mà. Nhưng mà tổ sư Quyền Giác nói câu gì? Luôn mồm phe học vị với văn bằng, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Gọi là thiên hạ đa văn đa bất tín. Mới dịch ra là cái tin cuộc đời này có nhiều người á, luôn mồm mép mà khoe mình là có cấp bằng này, có học vị nọ, có bằng cấp kia, có license nọ, nhưng mà cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Rồi cái chứng đạo cao nó tuyệt vời vậy đó. Cho nên văn quá sức, mình nghe nhiều, mình biết nhiều quá cái tưởng tượng rồi đó, thì dương kỹ đức. Dương kỹ đức là mình đưa mình lên. Nhưng mà hoạch tai lạc quả, một mặt mình đưa mình lên, mà một mặt thì mình hoạch định cái đem những cái tai quả mình hại người ta, gọi là yểm tha năng. Rồi cái bài sám tuyệt vời, quý vị thấy không? Hãy mình đưa mình lên là buộc lòng mình phải đạm ta xuống à. Thế gian nó vậy đó. Cái gì nó nổi lên, một mặt nổi thì phải một mặt chìm. Cho nên dương kỹ đức, yểm tha năng, đây là một cái tội mà tà mạng, là ác cầu, là vô, là đa cầu của cái người đệ tử Phật thời nay đó. Cho nên đó là một cái hạng đại tặc trong năm hạng. Hạng thứ ba là hạng tỳ ác tỳ kheo đối với pháp do Đức Phật nói mà xưng là mình nói. Giờ có nhiều người á, đi giảng kinh thuyết pháp không mượn Phật mà cứ nói mình nói không à. Quý vị thấy có chỗ này không? Cho nên các bậc tôn túc ngày xưa cách giảng kinh nó khác ngày nay cái chỗ gì? Các bậc dầu cái lời đó các bậc tôn túc diễn giải, nhưng mà các vị vẫn nói là theo lời Phật dạy. Quý vị thấy chỗ đó không? Sư ông Thanh Từ nè, mình không nói cái việc xa mình không biết đi, thời sư ông Thiện Hoa rồi này kia là tụi tôi không biết rồi. Tôi không biết rồi, nhưng mà tới giờ sư ông Thanh Từ, sư ông Từ Thông, sư ông Quyền Di, sư ông Trí Nghiêm, hay là những vị tôn túc mà hiện thời còn, người ta rất khiêm tốn trong giảng pháp. Dầu cái lời đó của các vị phân tích ra, nhưng mà các vị nó theo như lời Phật dạy. Cái chỗ đó là cái chỗ thể hiện một tấm lòng của người giảng sư nương cái đức của Phật. Vì vậy mà nương cái đức của Phật thì chúng sanh nó nể thôi. Còn ngày nay tại sao cái thầy giảng ào ào giảng dữ dằn, nhưng mà rồi không ai thấu đạo hết. Mà tại vì mình giảng kiểu của mình thì làm sao thấu đạo được. Đó là một loại đại giặc trong năm loại. Hạng thứ tư là hạng ác tỳ kheo không tu phạm hạnh mà tự nói là tôi tu phạm hạnh. Nhiều vị đi tu không biết bao nhiêu mà cứ khoe nữa, thầy trời thầy tu vậy đó con, thầy chứng cái này thầy chứng cái nọ, thầy coi như thầy chịu khổ chịu cực cho tụi con này kia nọ. Trời ơi, tôi nói hồi tôi ở phe phiêu, tôi nói gặp một vị ni mà nửa đời hương phấn đi tu rồi, tôi nói Phật tử mà vừa vô cái là bả nắm tay từ cái cổng bả mời vô tới nhà ăn rồi. Trời ơi, tối nào thầy cũng cầu cho gia đình con, cầu cho thằng con cho nó học cho mau ra trường, cho nó nghe lời, cầu cho thằng rể nó làm ăn được, mà thật sự tôi đâu thấy họ cầu gì đâu. Tôi nói cái đây là một cái lỗi đại giặc trong lỗi mà hả, tôi tức tôi nói lên thì có chuyện, mà mình biết đó là một cái tội. Cho nên tôi nói thiệt các vị là tôi không có nói dối được là vậy đó. Tôi thừa khả năng, ví dụ giờ tôi biết quý vị có điều kiện lại đây, tôi ở đêm nào thầy cũng cầu cho cô, thầy nói gì đâu có lỗ lã gì đâu. Nhưng mà đó là một cái loại đại vọng ngữ. Cho nên ông thầy tu là không được vọng ngữ, vọng ngữ là một loại đại vật. Hạng thứ năm là hạng ác tỳ kheo vì lợi dưỡng không hề có pháp hơn người mà tự xưng là chứng đắc pháp ấy. Đó, nhiều người tự xưng mình chứng. Có nhiều người tu mật tông, nó trời tôi tu mật tông, tôi luyện cái tự nhiên tôi thấy Quan Âm hiện ra vẽ chữ ấn trước mặt tôi. Có người tu tịnh độ thì nó trời tôi niệm Phật tới tôi nửa đêm tôi thấy Phật Di Đà mặc áo đỏ xuống sáng rực cái phòng của nó thơm phớt hết trơn à. Đó là tà tính. Mà trong tổ sư thiền nói câu gì? Phùng Phật sát Phật mà phùng ma sát ma. Gặp Phật phải giết Phật, gặp ma giết ma, bởi vì đó là cái tư tưởng của mình tưởng thôi. Chứ Phật nào mà mặc áo đỏ mà từ trên mà đằng dân xuống làm như tôn ngộ không vậy, làm như là bắt giới xe tăng này kia nọ là không chơi. Phật giáo không chơi mấy cái loại tư tưởng đó, gọi là tà mạng, là tà tính.
là đa cầu là ác cầu. Cho nên trong thế gian này có 5 loại đại giặc mà tỳ kheo mình nó 4 loại rồi, quý vị thấy ghê chưa? Đó mà nghe vậy là đừng bắt trước đem ra đi quýnh tùm lum, rồi mấy thầy quýnh không chạy không kịp kìa. Nói quý vị nhớ nè, ngài Lục Tổ Huệ Năng có nói cái câu mà đại chúng phải hiểu: bất thất thiện căn, thận vật khinh hứa. Là mình nghe như vậy, mình biết như vậy, nhưng mà không có gặp bậc thiện căn thì sao? Dè dặt chớ có nói. Mình nói nó không đúng chỗ, người ta tưởng đâu mình phỉ báng người ta, hoặc là mình chửi móc người ta, người ta quýnh chạy không kịp. Cho nên các Phật tử, ngài Khổng Tử có nói câu là: thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu. Cái người mà có cái trí thông minh, dễ trí, nhanh nhẹn á, thì cái tốt nhất là giả giờ mình ngu là mình dễ sống. Chứ đừng có giống như ông thầy Thiện Tài, không ở đâu được, có phải về chùa giác ở. Và cái tội gặp đâu quýnh đó, làm sao ai cho ở được. Cái này tôi nói thiệt. Cho nên tôi mới xét người ta ghét tôi là cái tội gì? Là cái tội tôi hay nói thôi. Tôi cũng biết cái chỗ đó. Mà mình không dằn được cái tánh mình. Vì vậy mà trên cuộc đời này tôi mới thấy kỹ rồi, cái người nào nói nhiều là kẻ đó ngu si à. Đây là điều thật. Nói nhiều cho nên mình nói nhiều đến nói bậy, mà nói nhiều mình dành nói hết, thành ra rốt cuộc mình trở thành kẻ ngu si. Vô chùa mà bà nào mà ngồi lải nhải hoài là cái bà đó không ra đám ôn gì hết trơn trội đó. Bởi vì cái tâm hồn nó loạn tưởng, nó động rồi, cho nên nó động không biết chuyện gì, cho nên cứ phải nói. Bởi vì khẩu khai thần khí tán, mà động thiệt thị phi sanh. Hả, miệng mở ra thì thần khí nó tán, mà lưỡi nhúc nhích thì nó có khen chê trong đó. Cho nên Phật tử chùa Quyền Giác nhớ, mơ mốc ở đây cũng vậy, mà đi đâu cũng vậy, mình để cái hạnh lắng nghe nhiều hơn là cái hạnh nói, thì như vậy mình mới thành tựu, mình mới là người khôn. Chứ đừng có nghe thầy Tài nói nhiều rồi biết chút xíu nhỏ rồi đi đâu quýnh đó, đi đâu quýnh đó, đi đâu ai cũng ghét hết thôi, không được. Cho nên trên cuộc đời này những cái tôi cũng từng trải rồi, thì tôi cũng muốn chia sẻ cho các vị: hãy thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu. Cái người thông minh sáng suốt, mình giả mình ngu, mình làm nhưng mình không biết gì. Tại vì mình không biết cái gì, mình mới học được những cái biết của người ta. Và đồng thời cái người ta không biết mà lúc cần mình đem ra mình sử dụng. Cho nên tổ sư Quyền Giác nói gì? Khi yên lặng, mấy kẻ biết lúc đó tôi đang muốn nói, nhưng mà lúc nói nhiều tôi chẳng có nói được gì đâu. Nhưng đến khi cần tôi nói mãi, nói thương thao, nói hết, nói kiểu bằng vô, nói vô tận mà không hề vơi cạn ý. Đó cho nên trong chứng đạo ca có những cái bài đọc như vậy đó. Mà làm sao mà quý vị mà là Phật tử chùa Quyền Giác mà học được cái chứng đạo ca mà thâm nhập cái đó nữa là hay. Nhớ là bây giờ những cái tôi giảng đây là vừa tiểu thừa mà trên bước đường tiến về đại thừa nghe. Quý vị nên nhớ phải phân biệt rõ ràng à. Chứ để nó chạy vô chùa nghe ông thầy Tài ông chửi không chúng giảng cái gì là tội nghiệp cho tôi. Sở dĩ đại thừa là phải đốn. Phải đốn để rồi nó mới viên, nó mới mãn được. Rồi bây giờ cái giới thứ tư là như vậy. Bây giờ từ cái giới thứ tư đó mà Phật mới nói hai cái câu chuyện. Hai cái câu chuyện mà thấm thía lắm mà tôi đi được. Trời sao thời gian nó lẻ quá. Để quý vị nghĩ, nhưng mà có một cái phần liên quan tới cái phần tòa đã nói đó, nó rất là quan trọng. Bởi vì tòa chủ trì nói đó là như một phần của một vị giáo sĩ nói chung và của các thầy. Nói riêng là cái nhiệm vụ làm sao để cái định hướng dẫn cho Phật tử hay là thấy đạo. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên trong cái bài kinh vừa rồi đó, như thầy tòa nói đó, là dù cho cái người nắng hô hư không mà đi dạo khắp nơi, chuyện đó ta thấy khó, nhưng mà kêu gọi là khó, hay là có thêm cái câu gọi là cái người đó đứng trên cái núi hữu đẳng mà nói vô lượng pháp môn, vô lượng pháp môn đã khó nhưng mà Phật cho nó cũng không khó. Rồi nói các pháp hay là nói những lời lành hay là nói những câu thiện để cho người ta thức tỉnh mà người ta có thể thành được
thành được đạo quả, người đó cũng chưa gọi là khó, mà người khó là người trình cái kinh Pháp Hoa này, tụng cái kinh Pháp Hoa này. Vậy tại sao lâu nay chúng ta tụng cả mấy chục năm mà chúng ta vẫn chưa thấy rằng hơn như lời Phật nói nhé? Điểm đó là điểm chỗ nào? Đây cái chỗ này là cái mốt chốt chúng tôi muốn chia sẻ với vị đó. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có đem kinh Việt hay giáo pháp mà nhắc nhở hay là hướng dẫn chia sẻ cho mọi người, người ta có thể nương lên đó người ta thành được cái vật, nhưng mà bản thân của mình chưa rõ được thật tánh của mình, thì chẳng khác nào như người mù chỉ được đi vậy. Cho nên mình đã được thì mình chỉ đường cho người ta đi, thì đi có thể và cũng có thể chật. Do đó cái giò đá đối với người tu là phải rõ ràng và nhắm được thật tướng như Đức Phật dạy đó, tức là phải nhắm được thật tướng. Thật tướng là gì? Cái giò đá mà ghế thì trong lời Phật dạy như thế này: chư pháp cùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Rồi các tổ mới đứng chính mới giải nghĩa hai cái câu trên là chư pháp thường từ xưa nay thường có cái tánh tịch diệt, như là kim oanh liễu đầu thượng xuân đáo bách qua hai. Hai câu dưới là để giải thích cho chúng ta rõ hai câu trên là kim pháp tùng bổn lai tự thường tự tịch diệt tướng. Tịch diệt tướng đó, tịch diệt tướng đó là gì? Là các pháp dù hữu vi vô vi đều có cái tướng tịch diệt. Mà cái tướng tịch diệt đó là gì? Đối với hữu tình là Đức Phật gọi là Phật tánh, mà Đức Phật ra đời khai thị chúng ta để nhận được cái Phật tánh. Còn các pháp có cái tướng tịch diệt, tịch diệt đó là gì? Tôi nói ví dụ, hãy nói tới cái mỏ thì quý vị sẽ liên tưởng cái tiếng mỏ là tiếng cách, rồi nói cái chua thì quý vị sẽ nghe là cái, sẽ liên tưởng tới cái bò. Phải không ạ? Hãy nói chuông cái mỏ, dù nó không có hình dạng, nhưng mà cái tiếng cách với cái tiếng bo đó, nó không bao giờ mất. Nó chưa đủ duyên thì chúng ta chưa nghe. Ví dụ như bây giờ, chúng tôi lấy cái gì, cái dùi đánh vô cái mỏ, vì nghe cách, nhưng mà tôi không đánh, đâu phải là mất đâu. Phải không ạ? Nó không đủ duyên để tạo cái tiếng nó kêu vang lên. Cái chuông cũng vậy. Rồi á, như vậy là cái tướng mà cái bon với cái cắt đó là cái tướng, đó là tướng tịch diệt. Tịch diệt thì không bất sinh bất diệt. Cái tướng tịch diệt là gì? Là cái tướng đó bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Mà bài kinh Bát Nhã chúng ta tụng đó, thì cái Phật tánh của chúng ta cũng vậy, bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh. Ngay cả những cái lọ bông như thế này, nó cái bông này nay mai nó sẽ tàn, nhưng mà hãy nói tới bông lan thì người ta sẽ biết nó là cái loại lan, nghĩa là phải được nuôi trồng rất kỹ lưỡng và phải biết cách trồng, thì còn cái bông đó nó tự phát sinh ra, và khi nó héo rồi nó không mất, thì cái hình tướng của cái bông đó nó không bao giờ mất. Hãy nó đủ duyên thì nó hiện, mà nó hết duyên thì nó tàn. Cho nên gọi là xuân đáo bách qua khai, hãy xuân đến thì hoa nó tự nở. Cái đó là cái quy luật tự nhiên. Thì cái hoa mà nó tự nở đó, nó là cái tính tịch diệt của nó đó. Đó, cho nên tại sao Đức Phật khẳng định là chúng ta dù làm những cái việc mà khó làm cũng không bằng người trì kinh Pháp Hoa này. Mà trì kinh là trì kinh như vậy đó, chúng ta phải rõ thấy được thật tướng, chúng ta phải sống với thật tướng, sống với cái chân tánh của mình, thì lúc đó mình rõ đạo, thì mình chỉ cho bất kỳ ai người ta không sẽ không bao giờ làm được là lỗi, và tất nhiên người đó sẽ có an lạc. Và ngay bản thân chúng ta, khi chúng ta đã thấy được đạo, chúng ta có an nhiên, có tự tại, có giải thoát, thì cái sự an lạc đó đã tự thân mình đã có rồi, thì cái an lạc đó mình mới chia sẻ cho người khác được. Đó là cái phần mà chúng tôi muốn nhắc tại cái câu kinh mà Đức Phật nói như vậy, nhiều khi quý vị không nhận ra.
Đây là cái điều chúng tôi rất là đồng ý. Mà cái việc này là cái việc của các thầy phải làm, phải hướng dẫn và chia sẻ với quý vị ở cái chỗ đó. Chúng tôi nói như vậy, quý vị có hiểu không?